Khoan, rồi cho chị về chụp cái hình chứ đi nó không ừ coi chừng nó kẹp á, đâu mang tên đâu. Hôm nay mua một tấm khổng lồ ăn cho nó bạn nha. Bạn em lông siêu to khổng lồ. Cái 40 mấy cái nồi bánh chưng rồi, lần đầu tiên bà Tiên thấy con tầm hùm to chả bá nửa thế này. Cái này mua một thùng này bao nhiêu con vậy tí? Họ tính theo pound. Đó là 170-20 pound. Rao bán vậy nó mới hấp dẫn. Siêu to khổng lồ. Trời, rao bán hết cả hồn giật cả mình. Rồi nói đi. Rồi chóng mặt nhức đầu sức một chai vô. Rồi nói đi. Rồi chóng mặt nhức đầu sức một chai vô là bảo đảm nó thoải mái. Không cần đông trùng hạ thảo luôn, không cần là saffron gì hết đâu. Chú bà bạn nói mỗi tối sức sức nhiêu, sức hai chai hả? Tùy chú lớn tuổi thì sức hai chai nó ngủ ngon, trẻ trẻ thì khoảng 5 chai trở lên á, tỉnh khỏe khỏe uống nhiều nhiều. Nhào vô. Đó, rồi, dập. Đó. Sinh nhật lớn mà. Ồ, quá dữ rồi. Rồi, trả lại anh đầu bếp đi. Rồi. Đi bữa nay nha. Của bạn bên kia trước. Ta gọi tôm hùm này nhiều ha. Rồi đây ăn khí thế luôn. Đào mà. Cái đó lạ ha. Nó giống như là giống như bún riêu vậy. Bún riêu à? Giống như bún riêu. Cũng mời ăn cái loại cá gọi cá này mà không có ớt vô là sợ lạnh bụng quá chứ. Nhà gọi hàng này ăn cũng là lạ. Nhà hàng Nha Trang mừng sinh nhật tí. Cho phần chả giò. Chụp cho tấm hình nè. Vô. Rồi. Quá đã. Hôm nay birthday boy vừa làm bồi bàn luôn, tự lấy tên tự bỏ lên bàn luôn. Quá đã. Rồi, đầu tiên trước cho mẹ nè. Rồi tới nhân vật chính ăn đi. Rồi đó, không. Đó. Rồi. Dạ. Bầu show, bầu show. Rồi đó. Thương chị cho nên cho không đâu trái gì đâu. Rồi, thương đó, chị trái gì vậy? Cho chị mình cũng rồi cảm ơn rồi. Tưởng nãy cho miếng mồi xanh xanh rồi, mọi người có hết rồi đúng không? Rồi. Cái này của em nha. Biết mà nghi rồi. Rồi thử lấy cảm tưởng đi. Ngon lắm các cháu ạ. Tới giờ chừng nào về đi thi thách thức tranh hài đây. Thì chắc nó cũng không có cười đâu. Tới ngày hôm sau chắc nó mới hiểu nó cười. Rồi đó, mời mọi người nha. Đó. Ngon quá. Thấm lắm. Thấm với ngon lắm. Đã. Ánh súng nào má mẹ tin. Súng là đạn giải cho mẹ. Mới á. Nhỏ nói chuyện ồ nhỏ dễ thương chân dốc dễ sợ luôn giờ ai cũng thương mà mắc cười đi bạn trai không cho đi để sợ bị mất để em cuốn để đâu rồi nem cuốn ra món cuối cùng rồi đó quá trời đồ ăn. Phần
tôm hùm đi theo với cái gì nữa đây? Thật ra là hôm nay sinh nhật mình là mình mời mọi người ăn cao lương mỹ vị, mình chỉ có ăn những cái món đơn giản như vậy. Hồi nãy cái con tôm hùm này người ta đem ra là nói bao nhiêu pao vậy tí? Nghe đâu 32 pao, áo lộn lộn, 3.2 pao. 32 pao, cho cả làng ăn luôn. Tôm nữa. Mì rất là ngon nha. Rồi hồi nãy Tâm nói là ở đây bao nhiêu một pao? Người ta tính là bao không nhiêu một pao? 5 mấy đồng. 5 mấy đồng, vậy là một dĩa tôm này thường là khoảng tầm 100 đô phải không? Chất lượng ha. Cầm lên món giới thiệu. Nem cuốn Nha Trang. Rồi đưa ra trước camera nè để thấy đây món nem gì. Nem cuốn Nha Trang nha. Trời cuốn bự lắm á nha. Trời. Xay Mỹ á. Xay Mỹ. Ngon à? Ngon. Nhìn thấy có vẻ hấp dẫn á. Người ta cuốn sẵn cho mình à? Cuốn sẵn á là 1 2 3 4 5. Thường ở Việt Nam mà làm cuốn á nó cắt lát mỏng lắm, nó để vô cái cuốn nhỏ hơn. Đây trong nguyên cây luôn á. Đây là dường như là nửa cây. Dạ. Nửa cây. Không đúng thì nhìn vô thấy. Rồi bắt đầu lên bắt nói nha. Ở đây nổi tiếng món tôm hùm tí ha.